Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây thuốc nam nữa. Đó chính là cây lữ rồng. Nó có tác dụng hiện tại gia đình mình đang trồng và sử dụng, đó chính là chị Hở Văn Tim. Các bạn nhìn thấy cây lữ rồng này có quen không? Nhiều khi mình bắt gặp trong đời sống thường ngày của mình nhưng mà mình không có biết nó có tác dụng trị bệnh gì. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn có thể tham khảo và có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng hoặc trong đời sống hàng ngày của mình bắt gặp. Ở đây thì gia đình mình đã trồng cây này và làm thuốc cho những người bệnh nhân cũng khá nhiều, cho nên mình thấy vậy mình chia sẻ cho mọi người cùng biết và trị bệnh. Cây lữ rồng này thì nếu như mà nam thì mình hái 7 lá. 7 lá này nè các bạn, hái đúng 7 lá. Rồi chân dưới 2 tim heo. Chân dưới 2 tim heo thì 2 người. Ở đây mình 7 mình chuẩn bị chân cho 2 người, cho nên một hồi sẽ hái và đem vào chân trong cái thố chân cách thủy. Nó trị hở van tim 2 lá hay lắm nha các bạn. Nam thì mình hái 7 lá, rửa sạch. Rồi cái quả tim heo mình rửa quả tim heo sạch. Để 7 lá lữ rồng này vào cái tim heo đó, không có bổ thì không có bổ đâu gì cái tim heo ra hết, mà nhét vô cái cuốn của cái tim heo á. Rồi chân đúng 3 tiếng. Chân đúng 3 tiếng mà mình chụm lửa đều 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 nha, đừng có chụm áp. Chân trong cái thố cách thủy đúng 3 tiếng lấy ra và ăn. Thông thường thì mình làm mình ăn vào buổi sáng thì nó sẽ hay. Các bạn nhìn thấy cái lá lữ rồng này nó có đặc điểm nhận biết là cái lá nó cũng hơi dày một xíu, nó dai và nó có gân trắng trắng. Trồng nó mình phải tưới nước đều nữa, để khô quá là nó chết. Và trồng riêng nó vô chậu sành như thế này nè. Đừng có trồng nó ngoài đất, nó bị mấy cái cây cỏ lấn hút chất dinh dưỡng, nó cũng khó sống. Đây là một bài thuốc rất là hay nha các bạn, và đã nhiều người hết bệnh, cho nên nhiều người đã nhờ mượn tay phục dược của bảy mình chân lá lữ rồng này dưới tim heo. Mình tôi uống hết hở van tim, người ta truyền miệng nhau, người ta nhờ làm, nó rất là hay. Mọi người gia đình hoặc người thân có ai bị hở van tim thì tìm bài thuốc này lá lữ rồng dưới tim heo chân ăn vào buổi sáng thì nó rất là hay. Cái lá lữ rồng này mình chưng dưới tim heo mình ăn 3 lần nha các bạn, ăn 3 lần. Đúng 3 lần thì mình ngưng và theo dõi, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm và hết. 3 lần mỗi tuần một lần, ăn đúng 3 tuần thì nên ăn vào sáng thứ hai đầu tuần cho nó dễ. Đó. Các bạn nhớ là nam thì hái 7 lá nha. Và nữ là 9 lá. Thì nó sẽ có tác dụng.
do là đã áp dụng, nhiều người đã hết bệnh cho nên mình chia sẻ cho mọi người cùng biết. Chứ bảy lá chín lá gì thì cũng được đúng không ạ? Nhưng mà mình ai hết bệnh thì mình truyền tay nhau thôi. Rồi chúc các bạn biết những cái bài thuốc này, đang có những người thân chia sẻ. Bây giờ là tới công đoạn chung hai cái tim heo với lá lưỡi gì đây. Đây là các bạn. Cái lá lưỡi rồng nè, nhét ở phần bên trong nè. Các bạn thấy không? Cái này là hai cái trái tim heo. Chân cách thủy 3 tiếng nha các bạn. Bây giờ là bên mình là 4 giờ mấy rồi đó, 4 giờ rưỡi rồi đó. 4 5 6 7. Cỡ 7 giờ mấy là ăn, là cho người bệnh đó ăn sáng luôn. Các bạn thấy rõ không? Lá lưỡi rồng nhét ở bên trong đó. Cái bài thuốc này là chị hở van tim, hở van tim hai lá rất là hay, đã có rất là nhiều người có tác dụng rồi, có công dụng rồi, cho nên bây giờ nhiều người tìm cái bài thuốc này để mà làm ăn. Và đặc biệt là phải tùy vào cái tay phục dược của người làm nữa. Có một số người tự làm ăn cũng hết mà lâu, có một số người nhờ cái người mà người ta từng chân cho người đó ăn á mà mau hết. Cái nhờ giống như là mượn tay phục dược vậy đó mấy bạn. Đó. Mấy bạn thấy cái lá này. Nó nhét ở phía bên trong của cái trái tim. Chân đúng 3 tiếng. Đây. Đang nhóm lửa lên chân. Giờ này là 4 giờ mấy, mình chân tới 7 giờ mấy. Và cái người bệnh đó sẽ đến họ ăn sáng luôn. Các bạn thấy rõ không? Chân cách thủy đó. Đây nắp lại. Trình làm cũng khá là công phu nha. Tại vì á, thường á, mình làm cho người ta ăn sáng luôn cho nó tiện. Cho nên nó khuya 1-2 giờ mình phải đi lấy cái tim heo ở chợ để cho nó tươi. Chứ đâu phải là mua sẵn 2-3 ngày rồi chừng nào mình muốn làm thì làm. Nó tươi á, thì nó tốt hơn. Đó, những ai mà có bị hở van tim thì hãy áp dụng bài thuốc này. Em thấy nó cũng rộng rãi ở trên mạng rất là nhiều. Hôm nay thì em có dịp ở nhà làm, hoặc em có dịp ở nhà đó, cho nên em mới quay cận cảnh được cái quá trình làm cái bài thuốc này cho người bệnh ăn. Cho nên các bạn chút xíu nữa khi mà chín lấy ra, mình sẽ cho các bạn xem lúc nó chín mở ra từ người bệnh ăn như thế nào. Các bạn ơi, tim heo đã được chưng xong rồi nè, đã lấy ra để vào thố và giao cho bệnh nhân. Ăn mấy lần gì hết vậy? 3 lần. Ăn 3 lần. Ăn 3 lần gì hết nha các bạn. Một tuần lễ ăn một lần. Đó.
Mấy bạn muốn coi cái người mà chân tim heo cho như mọi người hỏi ăn tim ăn hết bệnh không? Rồi bảy mình không chịu quay mặt lên rồi. Đó các bạn thấy không? Thành phẩm rồi nè. Tim heo. Bây giờ thành phẩm vô thố và giao cho bệnh nhân. Anh thấy đang thấy cái vậy? Rồi. Đóng hộp, đóng hộp. Giao. Rồi nó giữ nó nóng rồi. Dạ, cô gì. Rồi, miễn bệnh nhân hết bệnh là được rồi.